Hoan hỉ đón chào quý khán giả đang theo dõi chương trình Phong thủy Gia Cát. Thưa quý vị, việc xem tử vi cho tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965 trong năm 2023 Quý Mão sẽ giúp cho quý vị biết được một năm sẽ diễn ra như thế nào, công danh sự nghiệp sẽ ra sao. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi sẽ luận giải cùng quý vị về tử vi tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965 về 4 phương diện: tài lộc, công danh sự nghiệp, sức khỏe và tình duyên, gia đạo. Cùng với đó, thầy Gia Cát cùng các thầy trong Hiệp hội Phong thủy và Tâm linh Việt sẽ giúp quý vị và các bạn hóa giải về những vận hạn tử vi trong năm 2023 Quý Mão, giúp quý vị nắm được thiên cơ, từ đó tránh được những vận hạn và những điểm không may mắn ở trong năm. Như quý vị đã biết, từ xa xưa hàng năm, mỗi dịp Tết đến xuân về, chúng ta thường đi xem tử vi để biết được vận trình của mình sang năm mới sẽ như thế nào. Đó là một nét đẹp trong văn hóa của người Việt Nam chúng ta. Trong phần luận giải chi tiết về lá số tử vi của người tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965 ngày hôm nay, quý vị sẽ nắm được rõ vận trình tài lộc gia đạo của mình. Xin mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây. Thưa quý vị, để có được một năm mới may mắn và bình an, vào đầu năm, các chuyên gia phong thủy khuyên mọi người làm lễ nghênh thái tuế khi cúng sao thừa ngoài sân để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông, thuận lợi. Thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài thái tuế để nghênh đón thái tuế, mang lại may mắn và bình an. Đặc biệt, kim bài thái tuế của phong thủy lộc tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng cho gia chủ Ất Tỵ sinh năm 1965 để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn có thể yên tâm khi sử dụng kim bài thái tuế của thầy. Tổng quan vận mệnh tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965 nam mạng trong năm 2023. Năm 2023, gia chủ đã bước vào độ tuổi nghỉ hưu, cần chuẩn bị tâm lý sẵn sàng đón nhận sự thay đổi khá lớn về thói quen sinh hoạt này, nên trò chuyện với bạn bè, con cháu nhiều hơn để giải tỏa những cảm xúc tiêu cực. Với những ai vẫn còn làm việc, công việc làm ăn bình hòa, không thêm không bớt, tinh thần ổn định, có xu hướng dần lui về chăm lo cuộc sống gia đình, con cháu hơn. Cần lưu ý về vấn đề sức khỏe, đi xa cần đề phòng đau ốm, bệnh tật hoặc xảy ra những sự cố bất ngờ. Tốt nhất nên đi cùng người nhà để kịp thời ứng biến khi cần. Về khía cạnh tình cảm, vợ chồng cần thường xuyên trò chuyện, trao đổi tâm sự với nhau, có thể tổ chức dịp kỷ niệm để hâm nóng tình cảm cho đôi bên. Khi có mâu thuẫn xảy ra thì không nên to tiếng mà cần phải giữ thái độ bình tĩnh để trao đổi với nhau. Xét về vận hạn năm Quý Mão 2023, Ất Tỵ sinh năm 1965 nam mạng gặp phải. Sao chiếu mệnh là sao Thái Dương, vận hạn là Thiên La, hạn tam tai, gia chủ không phạm tam tai, hạn hoang ốc, không phạm hoang ốc, kim lâu không rơi vào kim lâu. Về địa chi, Tỵ gặp Mão là bình hòa, ý chỉ cuộc sống khá nhàn hạ, không phải toan tính mưu sinh nhiều. Xét về mối quan hệ thiên can Ất âm mộc gặp Quý âm thủy là thực thần, nghĩa là thân bị sinh xuất tiết và mất khí, nên trong năm nay các gia chủ Ất Tỵ cần hết sức chú ý và cẩn thận trong mọi công việc. Một chút sơ suất có thể khiến cho mọi sự cố gắng của bản mệnh đổ sông đổ biển. Anh chị cũng cần chú ý tiểu nhân ganh ghét quấy phá công việc cũng như gia đình mình. Trong năm Quý Mão 2023, gia chủ Ất Tỵ sinh năm 1965 cần chú ý tháng Quý Hợi, tháng 10 âm lịch, từ ngày 13 tháng 11 đến ngày 12 tháng 12 năm 2023 dương lịch. Đây là những ngày đại kỵ với gia chủ Ất Tỵ. Vào những ngày này, gia chủ cần hết sức đề phòng tiểu nhân tìm cách quấy phá, những thị phi không độ ập tới. Xem sao chiếu mệnh, vận hạn và cách hóa giải cho Ất Tỵ sinh năm 1965 nam mạng. Trong năm 2023, gia chủ nam mạng Ất Tỵ sinh năm 1965 gặp sao Thái Dương chiếu mệnh. Sao Thái Dương là một các tinh thuộc hành hỏa, là một phúc tinh thường chiếu mệnh cho bên nam giới. Sao Thái Dương chính là mặt trời thuộc hành hỏa, là đệ nhất các tinh trong hệ thống cửu diệu niên hạn. Khi gặp sao này, nhờ vượng khí cắt lợi khiến cây khô cũng phải đâm chồi nảy lộc. Khi sao Thái Dương chiếu đến sẽ có những tác động đến mệnh chủ như làm ăn được phát đạt, gặp may mắn trong việc buôn bán. Trong năm mà gặp sao Thái Dương chiếu mệnh thường có cơ hội thăng quan tiến chức, danh vọng, uy tín, tên tuổi hiển hách, lẫy lừng. Giai đoạn thuận lợi nhất là vào tháng 6 và tháng 10 âm lịch, là hai tháng đại cát. Hóa giải, làm lễ cúng sao giải hạn vào 11 giờ đến 13 giờ 27 âm lịch hàng tháng. Vì thời điểm này là khoảnh khắc sao Thái Dương đăng viên chiếu sáng nhất, chính lúc này sẽ có Đức Nhật cung Thái Dương thiên tử tinh quân giáng trần. Chuẩn bị đồ cúng bao gồm hương hoa, trà quả, nước, chầu cau, 12 ngọn nến, đinh tiền vàng, mũ vàng và muối gạo. Lưu ý đồ lễ tất cả phải là màu vàng, trường hợp có màu khác thì phải dùng giấy có màu vàng bọc vào. Chuẩn bị bài vị có màu vàng ghi chữ Đức Nhật cung Thái Dương thiên tử tinh quân, hoặc có thể vận dụng yếu tố phong thủy để khắc chế.
Vì sao Thái Dương là mặt trời chủ về nhiều điều tốt đẹp, nhưng có điều sao này có phần kỵ và mang tai ách đến với nữ giới. Mặc dù không quá nặng nhưng nên dùng hành thổ để tiết khí hành hỏa của sao Thái Dương nhằm mục đích hóa giải tai ách. Cụ thể nên đeo những trang sức hay đá quý có màu vàng hoặc màu nâu như đá thạch anh tóc nâu, thạch anh tóc vàng. Trường hợp gia chủ là nam giới được sao Thái Dương chiếu mệnh để tăng gấp đôi, gấp ba hay gấp nhiều lần sự may mắn thì gia chủ nên sử dụng những đá quý, trang sức thuộc hành hỏa, hành mộc. Ví dụ như đá thạch anh tím, thạch anh đỏ, vòng tay ngọc miên ma. Gia chủ Ất Tỵ sinh năm 1965 năm Mạo năm nay gặp phải hạn Thiên La. Khi gặp phải hạn này, tâm lý sẽ bất an, quỷ ma quấy phá, có bệnh kỳ quái. Hiểu một cách cụ thể thì bệnh này chủ yếu xét về góc độ tinh thần, trí não, tâm lý gia chủ có thể gặp các chứng trầm cảm, lo âu thái quá, cảm giác không được yên tâm, an toàn, thường nóng ruột, tinh thần thiếu tập trung, bồn chồn, nhiều người có thể mất ngủ về đêm, thường mơ thấy ác mộng. Có một số sách khác ghi chép thêm, khi gặp hạn Thiên La này, vợ chồng thường mâu thuẫn, bất hòa, cãi vã, gia đạo lục đục trắc trở, thường xảy ra cãi vã, ghen tuông, lời qua tiếng lại. Hạn Thiên La là hạn chủ về sức khỏe, tình cảm và tâm lý. Để hóa giải niên hạn này, gia chủ cần quan tâm và dành nhiều thời gian chăm sóc bản thân hơn. Để sức khỏe, cách tốt nhất là dành thời gian nghỉ ngơi, lập chế độ ăn uống hợp lý. Sau đó hãy kết hợp với rèn luyện, thể dục thể thao, tránh sử dụng các chất kích thích có hại cho sức khỏe như rượu, bia, thuốc lá. Về mặt tình cảm, các mối quan hệ trong giao tiếp hãy cẩn thận trong từng hành động và lời nói, tránh vướng vào thị phi tai tiếng. Về tâm lý, cần bình tâm và suy nghĩ kỹ càng về mọi việc, không nên tự lo âu phiền muộn, thay vào đó hãy tìm người tâm sự, chia sẻ niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống, không nên chất đựng quá nhiều ấm ức trong lòng. Điều này khiến tâm trạng ngày càng trầm trọng dẫn đến các bệnh kỳ quái. Luận tử vi Ất Tỵ sinh năm 1965 nam mạng theo tháng âm lịch năm 2023. Tháng 1, gia chủ Ất Tỵ nam mạng sinh năm 1965, tháng đầu năm này gia đạo bất hòa. Tháng 2, đây là tháng gia chủ có sự di chuyển, đi lại nhiều, ngoài ra cũng cần cẩn thận các thương tổn tới. Tay chân. Tháng 3, tiền bạc người tuổi 1965 năm mạng trong tháng này có sự tiêu pha nhiều, sức khỏe kém nên chú ý. Tháng 4, tháng này công việc làm ăn của những thành viên trong gia đạo của gia chủ có sự mở mang nhiều, tuy nhiên đây cũng là tháng sức khỏe của gia chủ cần lưu ý. Tháng 5, trong gia đạo bất hòa, mâu thuẫn quan điểm. Tháng 6, đây là tháng sức khỏe của gia chủ không tốt, ngoài ra trong nhà có nhiều chuyện buồn phiền đưa tới. Tháng 7, trong tháng này công việc làm ăn, buôn bán, kinh doanh của các thành viên trong gia đạo, người tuổi 1965 nam mạng không được tốt. Tháng 8, nhờ được quý nhân giúp đỡ nên công việc gì có thể gặp hung hiểm nhưng sau cũng hóa cát lành. Tháng 9, gia chủ đón nhiều tin vui trong tháng này, tuy nhiên sức khỏe của gia chủ trong tháng này chú ý đến đường tiêu hóa không được tốt. Tháng 10, công việc kinh doanh, làm ăn của những thành viên trong gia đạo không được tốt. Tháng 11, đây là tháng mọi việc của gia chủ dự tính, kế hoạch mưu sự đều đạt được kết quả như mong muốn, trong gia đạo đón nhiều niềm vui mới. Tháng 12, tháng cuối năm gia chủ 1965 năm mạng có sự sửa sang, mua sắm lại đồ dùng trong nhà hoặc bộ phận của tổ tiên. Tổng kết tử vi tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965 năm mạng trong năm Quý Mão 2023. Về sự nghiệp, nhìn chung, năm 2023 là năm khá bình ổn và thuận lợi với người tuổi Ất Tỵ nam mạng. Với người vẫn còn tại trước thì công việc diễn tiến tốt, mang về nguồn thu ổn định, cứ việc cũ mà làm, không phải toan tính mở rộng làm gì cho vất vả. Với người đã quyết định nghỉ hưu, cuộc sống có khá nhiều thay đổi, nhưng chủ yếu liên quan đến thói quen sinh hoạt hàng ngày, không có gì phải lo lắng. Nên trò chuyện với bạn bè, người phối ngẫu, con cháu nhiều hơn để giải tỏa những cảm xúc tiêu cực. Về tài chính, cùng với công việc đi vào quỹ đạo ổn định, tiền bạc cũng theo đó mà dần một khấm khá. Ngoài công việc chính, gia chủ còn có thêm một vài nguồn thu phụ khác. Nhìn chung, tài lộc khá vượng, tiêu xài không phải đắn đo quá nhiều. Trong năm nay, có nhiều chuyện phát sinh khiến cho bản mệnh bắt buộc phải chi tiền. Tuổi Ất Tỵ nếu không biết cân đo đong đếm, tiết kiệm đề phòng khi cấp bách, thì tiền vào túi rồi lại đi ra, có kiếm được nhiều hơn cũng dễ cháy túi. Nên biết phòng trừ những chuyện bất ngờ có thể xảy ra, đừng chủ quan mà đến lúc trở tay không kịp. Sông có phúc, người có lúc, không ai biết ngày mai có thể có biến cố gì đến với mình. Về sức khỏe, những gia chủ Ất Tỵ có thể chất kém từ khi còn nhỏ và ít quan tâm đến sức khỏe ở tuổi trẻ. Tình trạng thể chất của bạn có thể tồi tệ hơn so với bạn bè cùng trang lứa. Đặc biệt, bạn có thể bị bệnh dạ dày nghiêm trọng hơn. Hơn nữa, xơ vữa động mạch và bệnh tim do uống quá nhiều và hút thuốc có thể dẫn đến sự bùng phát của các bệnh mạch máu vào năm 2023, dẫn đến bạn phải nhập viện để được điều trị tốt.
Xem tử vi sức khỏe của tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965 trong năm 2023, tình hình sức khỏe của bản mệnh có phần đáng ngại, đánh rằng ở tuổi này sức khỏe của bạn đang suy yếu dần do hệ miễn dịch giảm và có dấu hiệu của các căn bệnh tuổi già, nhưng cũng là do bạn chủ quan, không quan tâm đến sức khỏe hay với một số người vẫn còn nặng lòng với công việc, không có thời gian. Chính vì thế, bước sang năm Quý Mão này, mệnh chủ cần phải đặc biệt chú ý nghỉ ngơi và tăng sức đề kháng cho mình bằng ăn uống đủ chất và tập thể dục thể thao điều độ. Bạn cần căn cứ vào tình hình thực của bản thân để sắp xếp kế hoạch làm việc và sinh hoạt cho đầy đủ. Dù sao gia chủ cũng không còn trẻ tuổi nữa, một va vấp hoặc sự cố nhỏ cũng gây tổn hại đến cơ thể. Gia chủ nếu có thời gian thì nên đi chùa thường xuyên để tâm được tĩnh. Mệnh chủ trăm năm cần phải sử dụng vòng cổ Bát Bảo Tâm Kinh để bổ trợ thân mệnh cho mình. Đây là pháp khí phong thủy của nhà Phật, mang lại sức khỏe, giúp chiêu vận quý nhân, kích tài nạp phúc, tăng cường hòa hợp thiên địa nhân hợp nhất. Vật phẩm phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh đã được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất cho gia chủ, đặc biệt gia chủ Ất Tỵ sinh năm 1965 nam mạng. Về tình cảm gia đạo, xem tử vi tuổi Ất Tỵ trong năm 2023 nam mạng, gia đạo nhìn chung là hài hòa, ít xảy ra xung đột hay mâu thuẫn lớn. Trong năm có hỷ tín báo tin vui mừng, bản mệnh đón thêm con cháu trong nhà. Gia chủ nên đem bên mình vòng tam hợp quý nhân Tỵ Dậu Sửu giúp kỵ tà hóa sát, gia đình hòa hợp. Đặc biệt vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng cho gia chủ để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thưa quý vị, trong cuộc sống không phải ai cũng luôn gặp được may mắn và thành công. Mỗi năm vận hạn mỗi người sẽ khác, chính vì thế mà chúng ta luôn phải vững tin vào cuộc sống đầy chông gai này. Qua phần luận giải tử vi của chúng tôi, quý vị đã phần nào nắm được vận hạn của mình trong năm 2023 Quý Mão, từ đó sẽ có những bước đi vững chắc hơn trong tương lai sắp tới. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm, theo dõi và đồng hành cùng chương trình trong suốt thời gian qua. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!